là nơi xin nghỉ việc của tôi. Em muốn nghỉ việc hết sao? Đúng vậy. Lý do? Anh còn dám hỏi tôi câu này sao? Anh còn nhớ công ty những ngày đầu thành lập, những tháng đầu anh có phát đầy đủ lương cho nhân viên đâu. Chỉ có tôi là người ở lại chiến đấu với anh cho tới ngày hôm nay. Vậy mà tôi có nửa lời oán trách anh đâu. Còn bây giờ thì sao? Công ty của anh phát triển rồi, ngày nào anh cũng giao cho tôi mấy việc lặt vặt mà phải làm từ sáng cho tới tối. Chẳng phải là anh đang ép tôi phải nghỉ sao? Đồ thấy lời quên nghĩ, tôi đây không cần làm nữa. Đừng yên đấy. Trước khi đi thì em cần phải trả lời cho anh vài câu hỏi. Có phải em vừa bị bạn bè lừa tiền đúng không? Năm vận hạn nên làm gì cũng đen thôi. Alo, Ly à? À, cậu cho tớ mượn một chút tiền được không? Alo anh Tính à? À, anh có cách nào liên lạc được với lại ông Quốc không vậy? Ông ta mượn tiền của em rồi trốn mất tiêu rồi. Thôi thì để anh đưa ra cho em cái lý do để giải mã về cái vật đen của em. Thì đây là một cái 1,5 tỷ và tiền lương tăng ca của em không chê ít là được rồi. Và bây giờ lựa chọn đi hay ở thì anh đều tôn trọng cái quyết định của em. Dạ em xin lỗi ạ. Hãy coi đây là những cái 5 tháng mịt mờ của tuổi trẻ. Hãy kiên trì và cố gắng. Và xem đây là những cái bài học để mà mình nâng cao năng lực bản thân. Và bây giờ thì em còn tin vào cái tình bạn của mình nữa không? Dạ em tin chứ. Và anh cũng là bạn của em và không bao giờ thay đổi.